Toàn bộ số tang vật này gồm 10 túi ni lông bên trong có tinh thể màu trắng, giám định kết luận là ketamin, tổng trọng lượng khoảng 10 kg, vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an Hà Nội phối hợp với các đơn vị bắt giữ trên cao tốc Láng Hòa Lạc thuộc xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Khi đối tượng Lao Văn Tuy, sinh năm 1992, trú tại Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, đang trên đường vận chuyển từ Điện Biên về Hà Nội tiêu thụ. Theo cơ quan công an, ước tính ban đầu, số ma túy này có giá thị trường khoảng 20 tỷ đồng. Mở rộng vụ án, Tuy khai nhận được một người tên là Mùi, sinh năm 1991, trú tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên và Đặng Văn Nhương thuê vận chuyển ma túy từ Điện Biên về Hà Nội với tiền công 15 triệu đồng. Căn cứ tài liệu và vật chứng thu giữ, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp đối với Đặng Văn Nhương. Vụ án đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra mở rộng.